Ông rất tự tin với khả năng vũ đạo của mình. Trong ngày tập giờ kiểm tra đánh giá tiết mục cho đêm chung kết, em Út Thanh Hiển đã thực sự khiến toàn bộ ban giám khảo đào tạo phải bùng nổ. Khi mà bài hát đầu tiên em ngồi kia rất ngoan, rất hiền. Sau đấy là em quậy tung rời ở cái bài thứ hai. Con lừa cô chú ở đây ha, nhưng mà mọi thứ con làm trên sân khấu á, nhìn chịu không được luôn. Cái tại vì con bản chất và có cái duyên, có cái ánh sáng ở trên sân khấu rồi, nên con làm cái gì nhìn cũng rất là cưng và rất là đặc biệt. Con tự tin chưa? Dạ con cũng hơi run, nhưng mà con sẽ không cháy hết mình. Run sao mà cháy, đồng ý không? Dạ đồng ý. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của Thanh Hiển, 12 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, với nhạc phẩm Mặt Trời Bé Con. Liệu cô bé đáng yêu này có thể tiếp tục giữ vững phong độ, khuấy động bầu không khí của đêm thi chính thức